xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với một podcast review phim khác của Phúc. Và bộ phim hôm nay Phúc muốn nói đến đó là bộ phim Dân chơi không sợ con rơi. Vì là một bộ phim gia đình nói về tình cha con nên hôm nay mình sẽ cũng phải hóa một daddy cha để cho giống người bố. Thì để cái chùm râu này, chùm râu là chùm râu ạp thôi mà nhìn nó cũng thật nha mọi người. Với lại lâu lâu bỏ kính ra review á cho nó, mà bỏ kính ra nhìn mặt hơi ngốc đúng không, nhìn hơi ngốc nghếch đúng không mọi người. Nhưng mà quay lại với bộ phim thì đây là bộ phim mà mình nghĩ là lần đầu tiên anh Tiến Luật ảnh đóng vai chính và không có đóng chung với lại chị Thu Trang, cũng không có những cái đồng đội như ngày xưa trong cái dàn chính mà chỉ có anh Tiến Luật và một cô bé tên là Bảo Thi. Thì đây là một cái phim mà mình nghĩ là mình đi xem với một tâm thế không có sự kỳ vọng nào cả. Mình cũng không có một sự gọi là mong được xem ngay sau khi mình xem trailer hay gì hết, mà là một bộ phim mình nghĩ cũng bình thường thôi. Thì đúng là vậy, nó là một bộ phim gia đình bình thường nhưng mà với một cái luồng cảm xúc rất là trong trẻo, dễ xem, và nó cũng đủ những cái phần mà có thể làm cho khán giả vừa cười hoặc là lâu lâu lại khóc một vài đoạn trong rạp hơi sụp sùi thôi. Nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng và nó thuần là phim gia đình luôn. Nó không có quá nhiều drama luôn, không có nhiều drama để mà phải lôi bạn như vậy. Nhưng mà vì cái cách mà gọi là set up á, cái cách gọi là cài đặt và cái cách nuôi cảm xúc từ đầu phim, nên thành ra là cái việc mà nó giữ chân khán giả thì mình nghĩ là ở mức khá là ổn. Và các bé xem phim này thì mình nghĩ là cũng ok, nhưng mà hơi tiếc là phim là bị C13. Vì có cảnh là bác này đóng cascader nhảy từ trên lầu xuống nên thành ra là bị C13. Hơi tiếc một cái chuyện đó. Và tiếp theo thì mình nghĩ đây là một cái phim mà có một cái dàn diễn viên rất là đáng yêu, từ chính cho tới phụ. Anh Tiến Luật á, mình nghĩ là không có chị Trang hay mọi người thì anh Tiến Luật anh sẽ hơi chơi vơi. Nhưng mà không, anh Tiến Luật lại cân phim rất là tốt. Anh Tiến Luật một mình thực hiện được cái vai đó, rồi là kiểu tung hứng với lại cô bé Bảo Thi, hai cha con, thì lại làm nên một, mình nghĩ đây là một trong những cặp cha con gọi là dễ thương nhất màn ảnh trước giờ. Cũng rất ít những cặp cha con mà gọi là dễ thương trên màn ảnh rộng, và đây là một trong những số mà gọi là mình thấy dễ thương nhất. Mình không biết mọi người sao nhưng mà mình thấy là như vậy. Còn bé Bảo Thi thì đây là một cô bé rất là lanh nha mọi người, diễn xuất ánh mắt này kia rất là tốt, thoại cũng ok, mặt cũng đáng yêu. Nói chung là những cái khúc mà lém lỉnh á, xem rất là dễ chịu. Và casting của bé này cũng mình thấy rất là hợp lý. Một diễn viên nhí có thực lực, mình nghĩ là vậy. Ngoài ra thì dàn cameo của phim này cũng dạng gọi là duyên dáng á mọi người. Chúng ta có Ngô Kiến Huy nè, có Thu Trang, có Kiều Minh Tuấn, và tất cả đều đóng vai gọi là khách mời thôi, không có nhiều đất diễn nhưng mà rất là duyên dáng. Riêng Ngô Kiến Huy thì mình thấy là thay vì là cứ tìm vé máy bay xong rồi đặt vé máy bay tìm hoài không có trên cái quảng cáo YouTube á, thì Ngô Kiến Huy có thể làm gọi là từ trợ lý đạo diễn cho đến hạ phó đạo diễn rồi cho đến đạo diễn cả một hành trình bằng một cái vai khách mời trong phim, cũng rất là duyên dáng. Rồi là vai của, đặc biệt mình thích cái vai của chị Lê Khánh. Chị Lê Khánh rất là duyên. Mình nhớ hồi đầu năm chị Lê Khánh đóng Bảy Ngọt Ngào. Và cái tới cái phim này thì chị Lê Khánh vẫn giữ được một cái nét duyên rất là đặc trưng của chị từ cái thời mà Cô Dâu Đại Chiến kìa. Và cái nét duyên nó không những không mất đi mà nó còn mặn mà hơn nữa. Coi thì chị làm cho mình rất là thích luôn. Mặc dù vậy thì nửa phim, một phần hai phim á, đầu tiên á, thì nó có phần hơi sượng một chút xíu, kiểu cách kể cũng hơi cũ và dẫn dắt nó cũng hơi thiếu cái tính chiều sâu, nó bị lướt. Nhưng mà nửa sau thì lại cực kỳ tốt, cảm xúc lại cực kỳ tốt, nên mình nghĩ là ngồi nửa đầu thì mình cứ nhẹ nhàng xem, còn nửa sau mình xem sẽ tốt hơn, mình nghĩ là như vậy. Thì nhìn chung á, phim này không có quá xuất sắc và cũng không có quá dài, mà là có 88 phút thôi, nhưng mà mình rất là trân trọng với tinh thần là nếu như không thể nào làm dài hơn hoặc là không kéo thêm được nữa thì chúng ta nên kết thúc luôn. Thì cái phim nó sẽ rất là gọn gàng, nó vừa đủ, mặc dù mình thấy cái kết vẫn hơi vội nha. Thì bà mình đặc biệt thích cái phim này, không phải thích mà là có một cái tình cảm đặc biệt, vì cái câu chuyện của cô bé Bảo Thi trong phim rất là giống mình. Cũng bị mẹ bỏ từ nhỏ, mình là bị mẹ bỏ từ 7 tháng tuổi, và sau đó mẹ mình cũng về kiếm, và cũng xảy ra những cái chuyện nó buồn, và đến giờ mình không có gặp mẹ mình sau 20 năm rồi, lúc mẹ mình về kiếm đó. Nên mình có một cái chút đồng cảm riêng với bộ phim này, và mình có tình cảm riêng với phim này. Nên là nếu mà mọi người xem mà mọi người thấy chưa đồng cảm được thì mình cũng không sao hết, tại vì cảm nhận riêng của mọi người. Nhưng mà mình nghĩ đây là một bộ phim rất là đáng xem cho các đối tượng là gia đình. Rồi, hết review rồi. Hy vọng là mọi người sẽ ra rạp xem phim. Còn bây giờ thì nếu mọi người thích video này cho Phúc một like, và nhớ xem những video review khác nha. Bye bye.